Chào mừng toàn thể cô chú anh chị các bạn đã đến với shop Lan Rừng Hoàng Nhung tại Hải Dương. Phiên buổi trưa ngày hôm nay mùng 9 tháng 10 năm 2021. Xin kính chúc các bác một buổi trưa thật vui vẻ và thật là nhiều niềm vui ạ. Và cũng là một ngày cuối tuần, chúc các bác một cuối tuần thật là ý nghĩa. Hôm nay thì em có rất là nhiều mặt hàng đẹp, mặt hàng mới về. Em cũng muốn lên video clip để giao lưu bán hàng các bác. Và hai số điện thoại liên hệ đặt hàng 0393 998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Lộc, Hải Dương. Và những đơn giá em báo là chưa có vi ship ạ. Và không để các bác đợi chờ lâu nữa thì em sẽ giới thiệu luôn vào những mặt hàng ngày hôm nay. Rất là nhiều mặt hàng mới và rất là nhiều những dòng hàng nở xuân, nở Tết. Thời điểm này thì dịch bệnh Covid nên là giá thành hàng hoa lan cũng đang giảm dần. Các bác tranh thủ mua để sưu tầm cho mình những cái giỏ lan đẹp nhé. Hoàng Phi Hạc thì em sẽ chia sẻ cho các bác một những cái chậu hàng thuần. Hàng thuần này thì đã thuần đến hơn 2 năm tại vườn rồi. Nói về độ thích nghi và độ phát triển thì nó cực kỳ là khỏe. Đấy ạ, có những thân mà nó phình nù mập to hơn cả ngón chân cái cơ. Đấy, đây là cái lô hàng Phi Hạc lần này, nó rất là to và rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, hàng rất là mập đẹp nhá. Hàng này thì các bác về chỉ vì treo và chơi luôn. Như năm ngoái những cái hàng Tết này em bán nó cũng đã được giá rồi á. Và năm nay thì em sẽ lấy sớm hơn và để các bác cái giá mềm mại hơn nhá. Một chậu hoàng phi hạc to bự to đùng này này. Đấy. Và giá hôm nay rất là rẻ các bác nhá. Các bác nghe rõ này, chỉ có 200.000 thôi. 200.000 sở hữu một chậu hoàng phi hạc rất là nhiều thân. Đấy, nhiều thân quá còn buộc túm như thế này này. Về các bác có thể là dã ra và chăm bón và Tết năm nay được thưởng thức chơi hoa rồi. Hoàng phi hạc thì mặt hoa nó đa dạng này, có thể là màu xanh, màu hồng và thậm chí là màu tím, cánh xoắn rất là đẹp. Và thậm chí có những cái cây nó sổ ra cái mặt bông có mắt đen, mắt đỏ ấy. Là dòng hoàng phi hạc rừng ấy, nó đa dạng rất là nhiều mặt hoa. Thân siêu to khổng lồ luôn, đấy, thân rất là mập đẹp này, đấy. 200.000 một chậu thôi các bác nhá, chỉ có 200.000 các bác sở hữu một chậu hoàng phi hạc rất là đẹp. Giới thiệu các bác một cái lô mặt hàng cực kỳ là chất lượng, đó chính là dòng sưu tầm mang tên là kim điệp mắt nâu. Nói đi sâu hơn về cái dòng này để các bác, một số bác mới tập chơi hoặc các bác chưa biết về dòng này thì các bác có thể là thêm một số những thông tin để tham khảo nhé. Dòng kim điệp mắt nâu hay với có tên gọi là kim điệp họng đỏ này hoặc là kim điệp Indo, nguồn gốc của dòng này là dòng bên từ Indo và thân của nó nhé. Thân của nó rất là mập đấy và bông to mắt đỏ và bông to cánh màu trắng. Dòng kim điệp mắt nâu là dòng đột biến, hoa của nó là hàng sưu tầm các bạn đó. Một chậu rất là nhiều thân. Hàng này đây là lô thứ hai em có. Em nhớ đâu đó năm ngoái em có lấy một lô, lúc đấy thì nó đang thắt ngọn. Lúc đấy đang cũng có lác đác một vài cái nụ và các bác đã được thưởng thức hoa cái năm vừa rồi. Và số lượng mỗi lần thì có rất là ít thôi, tại vì không phải nhà vườn nào cũng có cái dòng hàng này. Đấy. Và đợt này thì họ còn một ít giống đi, họ xuất nốt cho em. Và những cái chậu này đợt này rất là nhiều thân các bác nhá, nhiều thân mà giá nó rẻ hơn. Năm ngoái gần 500.000 một giò đấy ạ. Hôm nay thì những cái giò này nhiều thân này, thắt gọn chuẩn bị tới là chơi hoa luôn các bác nhá, toàn thân tơ thôi. Thì em xuất cho mọi người những cái chậu này với giá là 290.000. Số lượng có hạn thôi các bác nhá, chỉ có duy nhất 20 giò thôi, không có nhiều. Hàng này hàng sưu tầm. Đấy, một chậu thì nó cứ xem cân đối từng nơi thân thì em sẽ nhặt cho các bác. Thế này là gọi là nhiều thân lắm rồi. 290 lần này thì giá nó cũng khá là mềm mại đấy ạ. Và đây là cái mặt hoa của nó nhé. Một số bác mà thắc mắc về cái mặt hoa của kim điệp mắt nâu thì các bác có thể search ở trên Google. Có rất là nhiều những thông tin về cái dòng kim điệp mắt nâu mắt đỏ này. Đấy. Mắt của nó rất là đẹp, bông nó to, nó không như dòng kim điệp của mình đâu. Thân lá thì giống như kim điệp xuân, nhưng mà thực tế đây là một dòng đột biến, dòng của Indo ạ. Đấy. 290.000 một giò. Giá thị trường loại này người ta bán cũng khá là cao á. Tiếp đến là chớp Mỹ nhá. Chớp Mỹ. Những cái chậu chấp Mỹ thân rất là cao, ít nhất tầm khoảng 80cm trở lên. Lô hàng chấp Mỹ hàng thành phẩm này, giá là 170.000 một thân. Các bác lấy mua 2 chậu đây ạ. Ví dụ như lấy 2 chậu cao như vậy chỉ có 300.000 thôi. 300.000 một chậu chấp Mỹ cực kỳ là tuyệt vời. Đầu năm bán cái hàng cây giống nhỏ xíu đã 80.000 rồi. Bây giờ hàng Tết có 150 một chậu. À 170 một chậu. Mua 2 chậu còn 150.000 nhá. Bởi vì hàng ươm ki nên là cái mặt hoa của chớp Mỹ ạ, hàng chuẩn giống chuẩn hoa các bác nhé. Đó, mình chơi hoa xong rồi tiếp tục mình lại nhân giống, nhân ki, ươm giống cho năm tới. Dòng này hoa của nó, thân của nó, hoa sai từ dưới ngọn, từ dưới thân đến đầu ngọn này. Hồng ngọc, giả hạc hồng ngọc cũng là một dòng hàng chơi Tết. Hôm nay thì em lên cho các bác những cái chậu hồng ngọc rất là thân, rất là mập và dài. Đấy, mỗi chậu nó sẽ có một thân này và nó kèm theo một cái ki nhỏ nhỏ xíu xíu đấy ạ.
Đấy, hầu như là như thế. Và hàng thì có những cây đi ngọn, có những cây đã thắt ngọn rồi. Giá hàng hồng ngọc mắt xước này em bán là 110 à 120.000 một chậu nhé. 120.000 một chậu hồng ngọc mắt xước. Mua 2 chậu thì còn 110.000 đồng nhé. Và đây là cái mặt hoa hồng ngọc mắt xước này, cánh bầu này. Và đây cái mắt xước của nó cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, một cái dòng hoa rất là đi vào lòng người. Đấy, cái hàng này hoa chơi Tết luôn ạ. Đai châu cam lửa. Dòng đai châu hàng chơi Tết năm nay, lô cam lửa đợt này thì em bán có 130.000 một cây. Và mua 2 cây, tức là mua một cặp còn 250 một cặp nhé. Màu này thì có phân loại luôn. Bình thường cái màu cam lửa ít nhà vườn người ta phân loại ạ. Hàng này em lấy lô này nó phân loại luôn rồi, về các bác ra chuẩn hoa. Ngoài ra thì có một cái loại mà chưa phân loại, thì loại này nó to hơn, cây lá nó to hơn rất là nhiều. Đó, cái này thì hàng chậu nhựa thôi, nhưng mà nếu mà cho lên chậu gỗ thì không dưới 200.000 một cây đâu ạ. Cái hàng này hiện tại thì một số cây đã bắt đầu nhú vòi nụ rồi các bác nhá. Đấy, một số cây bắt đầu nhú vòi nụ rất là đẹp. Đai châu loại to này, không phân màu này thì em bán với giá là 160.000 một cây nhá. 160.000 một cây. Bác nào lấy 2 cây tức là một cặp thì em bán là 300.000 được một cặp. Tính ra có 150 một cây đai châu to vật vã luôn. Các bác về ghép thành một chậu to đùng. Về bổ sung thêm một lô Corat Koki. Corat Koki với tên gọi nó cũng là một dòng dáng hương và giống cũng giống như cửu bảo tiên thôi. Bông hoa của nó cũng rất là to, rất là tròn và hoa rất là thơm. Corat Koki nhà em lấy về cái lô hàng cây lá xếp và nó khá là nhiều cặp lá. Cây này cũng là cây chung chung rồi, không phải là cây giống. 170.000 một cây, lấy 2 cây còn 160.000 ạ. Hàng này các bác về ghép vào chậu gỗ nhé, lên hoa thì rất là tuyệt vời. Khách nhà em cũng đã từng chơi những cái giò này và đã được thưởng thức hoa rồi. Nói chung là rất là mê mẩn ạ. Và đây là những cái chậu Corat Koki bông to sai hoa. Phải nói cái vòi hoa của nó cực kỳ là sai và rất là dài. Đấy, bông này nó to và thơm lắm ạ. Đấy, ai đã từng chơi cái cửu bảo tiên hoặc Corat Koki thì biết rồi, cái dòng này là một dòng hàng VIP. Em bán là quán cái cây lá xếp và cây trưởng thành rồi. Đấy, đây là bông hoa của nó. Vừa về thêm một cái lô đó chính là Dendrosun. Dendrosun thì hôm nay em thấy nhà vườn báo là trong lô này rất là nhiều những mặt hoa màu vàng. Bởi vì dòng Dendrosun màu vàng thì em thấy nó khá là hiếm. Và đâu đó thì em thấy nhiều bác săn hàng màu vàng rất là nhiều. Đấy, nhìn thân lá thì một số cây cũng rất là giống màu vàng nhá. Lô đợt này sổ ra nhiều mặt hoa vàng đấy ạ. Nên là những cái lô Dendrosun đợt này, cây nó, dòng này thì thân của nó sẽ dài hơn những cái lô đợt trước. Lô đợt trước thường là cái thân nó sẽ mập và nó ngắn hơn. Cái này thì nó dài hơn nhiều. Đấy, số lượng thân trong một chậu đấy ạ, cũng khá là nhiều. Và một chậu Dendrosun ngày hôm nay em giao lưu với các bác với giá chỉ có 180.000 đồng một giò thôi ạ. 180.000 sở hữu một chậu Dendrosun hàng chơi xuân chơi Tết. Bây giờ cây, một số cây đã thắt ngọn hết rồi này. Đấy, có những cây đã hơi sưng sưng mắt rồi. Đấy, hơi sưng sưng những cái mắt rồi. Chậu hàng thuần sẵn nhá. Tết các bác mua những cái hàng thường nó sẽ là hàng cốc. Hàng cốc nó nhỏ hơn. Còn những cái hàng mà đã trồng sang chậu này là những cái hàng mà trồng lâu năm rồi. Đấy, gọi là hàng tác phẩm rồi ạ. Giá hôm nay có 180.000 một chậu Dendrosun rất là đẹp. Em có một cái lô đai châu hồng gấm hàng VIP để chơi Tết ạ. Đây là cái hàng chậu gỗ. Hàng chậu gỗ hồng gấm thì cây của nó rơi tầm khoảng 8, trung bình 8 cặp lá. Có cây 9 cặp lá và hàng này thì bản lá rất là to, đẹp. Đó, những cây hồng gấm mà lá xếp này em bán với giá là 290 một cây. Các bác mua 2 cây thì em giảm giá còn 270.000. Hàng hồng gấm chơi hoa Tết năm nay nhá. Em có cả cái hàng sai cây giống. Em sẽ giới thiệu các bác đến cái hàng cây giống. Hàng đấy thì hàng chậu nhựa. Đây là cái dòng hồng gấm chậu nhựa nhá. Bởi vì cũng khá là nhiều các bác quan tâm đến cái chậu hồng gấm. Nên là em nhập xem size nhỏ. Size nhỏ thì cây của nó bản lá nó không được to bằng. Và thứ hai là số lượng cặp lá nó ít hơn. Nhưng mà cây này thì nếu mà các bác lấy giống thì một cây này cũng đã ok rồi. Với giá là 150 một cây. Hồng gấm thì một năm có thể cho đến 2 lần hoa nhé. Bông hoa của nó size và rất là tuyệt, rất là đẹp. Đây ạ, vừa rồi là cái cây hoa hồng gấm mà tại nhà vườn người ta sổ hoa này. Một chậu mà cho ra cực kỳ là nhiều bông. Nói chung là hàng này thì cây cũng là cây tơ. Đấy, hồng gấm này, mặt hoa của nó cánh chớp. Trầm rồng đỏ chơi Tết nhá. Những cái chậu trầm rồng đỏ trung bình tầm 50 cm và hàng thân mập, em bán là 120.000 đồng một chậu một thân. 120.000 đồng một chậu một thân nhá. Còn các bác lấy chậu hai thân thì em tính cho các bác là 220.000. 220.000 một chậu hai thân, tức là mua hai thân thì giảm giá còn 101 một thân thôi ạ. Các bác lấy chậu một thân hay chậu hai thân tùy thích. Những cái lô hàng thân này nó mập và chuẩn bị thắt ngọn xuống lá và chơi hoa năm nay.
Trầm rồng đỏ năm nay cũng là một cái mặt hàng mà giá nó cũng khá là hạ so với những cái năm trước đó. Tiếp đến là hibiki. Hibiki dòng này thì siêng hoa, hoa nở đẹp và rất là bền. Một chậu hibiki khá là nhiều thân các bác nhé, rất là nhiều thân này. Một số cây nó thắt ngọn thì nó chuyển sang cái dấu hiệu là hơi vàng lá một chút. Đây ạ, đây là cái mặt hoa của nó là một cái màu tím đậm và bông hoa của nó cực kỳ là siêng. Cái này để trên bàn thì rất là xinh. Đấy, để trên bàn rất là xinh. Dòng giống hibiki này nó cũng khá là đắt tiền. Đấy ạ, em bán cho các bác là một chậu nó sum xuê nhiều thân như thế này. Đấy, thực ra thì cái này nó cũng sắp tới nó có hoa. Có những chậu nó có hoa nhưng lác đác một số chậu để em lấy về cho mọi người xem mặt hoa. Đấy, một chậu đẹp như vậy, nhiều thân như vậy em bán là 120.000 đồng một bụi. 120.000 đồng một bụi hibiki nhá. Rất là đẹp. Brass hoa vàng, một dòng hoa màu vàng đốm rất là xinh. Hiện tại thì hàng đang có nụ và đang cây đang đẻ mầm. Một chậu to nhiều thân em bán là 120.000 một chậu. 120.000 một chậu nhá. Đấy, đang có nụ hoa. Dòng này dễ trồng mà rất là dễ chăm. Giá thể của nó là giá thể vỏ thông ạ. Trồng vỏ thông nhá. Em có một số những cây không khí để trang trí văn phòng, nhà cửa. Những cây không khí này bụi của nó to, to hơn so với bụi lô, những cái lô trước đây rất là nhiều. 60.000 đồng một bụi. Bác nào lấy 3 bụi không khí em tính còn 50.000. Đấy, em bán. Còn một số em bán nốt. Hồ điệp lá biên, lá kẻ phát tài, dòng hoa phân nhánh. Dòng hồ điệp này thì cốc size của nó là cốc 2.7 thôi ạ. Nhưng mà cây cũng khá là ok, cứng cáp, khỏe mạnh. Nếu mà chăm tốt, năm nay có thể chơi hoa. Hồ điệp này thì em bán với giá là 50.000 một cốc nhá. Em năng sale cho mọi người còn 50.000 một cốc. Em còn tầm khoảng gần 20 cây. Em bán nốt cho các bác giá 50.000. Giá thị trường cái loại này không có giá 50.000 đâu. Bán gần như là giá nhập rồi ạ. Tiếp theo là những cái chậu giả hạc Pháp sum xuê cực kỳ là nhiều thân. Hàng này em xuất đi số lượng cực kỳ nhiều bởi vì các bác thấy rồi. Nếu các bác theo dõi các phiên thì lô giả hạc Pháp đợt này nó vừa to vừa đẹp và giá thành nó rất là rẻ. Đấy, một chậu sum xuê nhiều thân nhá, trên chục thân cho một chậu. Em bán có 120.000 thôi. 120.000 một chậu giả hạc Pháp. Cái hàng này về các bác cứ treo lên thôi, chăm tốt nó có dài ra và chơi hoa xong thì năm sau mình sang chậu là vừa. Đấy, em có cả những cái chậu tác phẩm này. Chậu tác phẩm này thì hàng to và nó hơi cồng kềnh nên em sẽ miễn phí ship cho các bác. Thì em sẽ quay chi tiết từng giò nhé. Hàng này được rất là nhiều các bác quan tâm bởi vì hàng nó khủng và nó giá nó cũng rẻ đấy. Còn nếu các bác thấy cái với giá tiền nó hơi cao thì các bác có thể sưu tầm cái hàng chậu nó ngắn hơn. Chậu giống này với giá 120. Mua 2 chậu thì em tính là 101. Còn khi lấy cả 3 chậu là tính là có 100.000 một chậu thôi. Giá rẻ chưa từng có một cái lô hàng mà cây của nó chăm nó rất là mượt mà nhá. Em còn vài chậu vũ nữ ong chúa nhá. Những cái chậu này đang có ngồng hoa này, cũng khá là dài rồi. Ong chúa 170.000 một chậu. Giá cũ 200.000, hôm nay em bán 170 này. Có một cây mà nó bị hư ngồng hoa thì các bác lấy giống này em bán là 140. Đây là vũ nữ ong chúa. Tiếp đến là những cái chậu phi điệp. Phi điệp thì em có giới thiệu cho các bác một cái giống phi điệp nó đình đám một cái thời gian trước ngày xưa, đó chính là dòng ám. Đây là dòng ám Thanh Sơn Phú Thọ nhá. Đấy, ngày xưa nếu mà để lấy một cái chậu ám này phải lên tận nơi, tận trên Phú Thọ có thể mua được một cái ki mà tiền triệu cơ. Đây là cái hàng mà nhân giống ươm ki ra và bây giờ giá thành một chậu ki nó dài như thế này. Em bán cho các bác 120.000 một chậu nhá. Bác nào lấy 2 chậu này em tính các bác là 200.000. Thực ra cái này là trồng ấm chậu hết rồi. Trồng ấm chậu hết rồi, một chậu đều có 2 ki nhá. 200.000, 2 chậu 2 ki. Còn bán lẻ là 100.000 đồng 120 một chậu nhá. Em còn một ít em xuất nốt. Em có một chậu đen rỗ mắt đen. Chậu này thì gồm có 2 thân này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 thân tơ đang xuống lá chuẩn bị cho hoa và với cực kỳ là nhiều những cái mầm gốc tu tủa đang lên nhá. Dòng đen rỗ thì vốn dĩ nó rất là dễ trồng, dễ chăm rồi. Đấy, hàng này là chơi Tết năm nay, hoa của nó thì tuyệt vời. Một chậu này em bán là 230.000 nhá, 230.000 một chậu. Hàng thắt ngọn rồi nhá các bác nhá. Đây là những cái thân mà nó thắt ngọn nó xuống lá chứ không phải ảnh hưởng gì đến thân đâu. Cây của nó, lộ cây này nó gọi là cây quá khỏe rồi. Ở Cát Lai Gia nhà em có phân màu hoa và hôm nay thì đưa lên cho mọi người những cái màu hoa rất là VIP, rất là hot. Hàng chuẩn hoa cắt tem nhá mọi người nhá. Hôm nay thì em có cả những size bụi to, bụi nhỏ hơn. Thì những cái dòng này thì đều phân rõ mặt hoa và báo giá chi tiết cho các bác thì em sẽ cho mọi người xem qua một lượt những dòng hoa để các bác có thể dễ dàng lựa chọn những màu hoa mình yêu thích ạ. Màu đầu tiên giới thiệu các bác đó chính là màu hồng cánh sen nhé.
Thực ra thì cái màu hồng cánh sen là cái màu khá là VIP, bởi vì đối với những cái dòng khác như màu đai châu này, hoặc là những cái màu như là của những dòng hoa mà có màu hồng cánh sen thường nó rất là đắt tiền. Và đây ạ, cái bông hoa của nó bông to, bông đại, trồng cắt một lá. Hồng cánh sen này thì giá trước đó em vẫn bán 280 một chậu, và hôm nay thì em bán có 250 thôi, 250 một chậu. Thì em sẽ cho mọi người xem chi tiết từng cây. Và nếu các bác yêu thích màu trắng ạ, và với yêu thích cả những cái cây mà nó có mùi hương, thì có thể chuyển sang cái màu trắng kim cương này. Đây là dòng cắt trắng kim cương, bông to, bông đại và họng màu vàng, rất là đẹp. Dòng này hoa của nó trắng tinh khôi và hoa rất là thơm nhé. Dòng này 200.000 một bụi, chậu to nhiều thân. Tiếp đến là cái màu này là cái màu hồng, đại. Màu hồng đại thì chắc là lác đác còn vài cây thôi, 160.000. Cát Bảo Nghi ạ, dòng hoa của nó màu đỏ cam. Bảo Nghi này hoa của nó rất là sai nhá. Hiện tại thì cây nó đang có mèo nụ. Em bán với giá là 160.000 một bụi Bảo Nghi. Và cái dòng cát mà hiện tại đang chạy nhất của nhà em đó chính là dòng cát trắng môi tím. Cát trắng môi tím này ạ. Hoa của nó trắng tinh và có môi tím này. Dòng này thì 260 một bụi, bụi to siêu to. Và sau đây thì em sẽ đi qua lần lượt chi tiết tình trạng hàng nhé. Cái dòng hồng cánh sen là cái màu VIP em vừa rồi em giới thiệu các bác này. Cái này giá lô cũ này em vẫn lấy là 280 một chậu đấy ạ. Thế là đợt này thì em lấy rẻ hơn thì được cái lô này bụi nó to, cắt một lá to đùng luôn. 250 một chậu nhé. Đây là dòng cát hồng cánh sen, hoa rất là VIP. Lưu ý cho em một chút, đó chính dòng cát lá nó hơi giòn, nên trong quá trình vận chuyển lá nó hơi bị dập một chút xíu, các bác mong các bác thông cảm. Bởi vì hàng về đến cửa hàng nhà em ấy, đôi khi đã bị như thế rồi, bởi vì vận chuyển qua nhiều khâu. Hàng này hàng cát. Cát này thì bên nước ngoài cơ, vận chuyển về mình đôi khi nó hơi xước xát một chút thì cũng không ảnh hưởng gì nhé. 250.000 một chậu, đó chính là dòng cát hồng cánh sen. Cát trắng kim cương hoa thơm. Đây là cái dòng này em bán siêu chạy hàng đây này. Chậu của nó là chậu phi to nhiều thân. Phi to nhiều thân. Và mỗi chậu này em đang bán với giá chỉ có 200.000 đồng một chậu thôi. 200.000 một chậu cát màu trắng với họng màu vàng tươi. Và một loại nữa đó chính là dòng cát trắng môi tím ạ. Đây ạ, cái dòng này thì bụi của nó rất là khủng nhá, rất là to các bác nhá. Hạ xuống cho các bác xem này. Bụi nó nhiều giả hành lắm ạ. Đấy, bản lá cũng to đẹp đấy ạ. Trên đây cũng có rất là nhiều những bụi cắt trắng môi tím. Trắng môi tím này thì em bán là 260 một bụi, hàng chậu khủng luôn. Chậu rất là nhiều thân. Cát hồng phấn hình như là còn một giò này, nhiều thân này. Cát hồng phấn đang đẻ mầm. Em bán là 160.000. Hồng phấn à, cái dòng hồng đại, đây là bông hồng đại, bông to đùng. 160.000. Và đây là bông cát Bảo Nghi nhá. Bông Bảo Nghi ạ. Dòng này bụi của nó nhiều thân, đang đẻ nhánh này. Hiện tại cũng đang có mèo nụ này. 160.000 đồng một chậu. Đây là cát Bảo Nghi, 160.000, bụi to. Em có một cái màu xanh táo này. Cát xanh táo này, bụi của nó cũng khá là nhiều giả hành, 100.000 ạ. 100.000 cát xanh táo. Màu cát cam lửa nhá. Cây cam lửa thì cái cây của nó nhìn nó hơi óng ẹo một tí, với cả một số mầm của nó hơi bị hư. Đây dòng cam lửa này em bán 50.000 đồng một chậu. 50.000 một chậu cam lửa nhá. Em có tầm vài chậu em thanh lý này, màu cam lửa này. Còn một chậu cắt đỏ đô 80.000, 80.000 một chậu cắt đỏ đô. Màu đỏ đậm luôn, đỏ nhung đấy ạ. Có một chậu hồng phấn vừa rồi nó cho hoa này, cũng khá là bền hoa, 100.000 cái chậu hồng phấn này. Em có một duy nhất một cây Damari, cây này thì gồm hai thân. Cái này chỉ về các bác làm giống thôi, bởi vì em để ở cửa hàng nó bị cái đầu ngọn của nó bị hư rồi. Cái này thì cũng hơi bị xấu lá một số những đầu ngọn này. Giờ này em bán 80.000. 80.000 cái chậu Damari này nhá. Nếu mà không giảm giá là 180 đấy ạ. Còn đây là những cái cây kiếm Taiwan. Kiếm Taiwan 140.000 đồng một chậu. Một chậu ít nhất là tầm 2 tép trở lên, bản lá láng. 140.000 nhá. Đây ạ, những cái cây kiếm Taiwan này. Thanh đạm Indo ạ. Về cái lô hàng thanh đạm nó rất là nhiều thân, nhiều giả hành đấy ạ. Một chậu đợt này quá là nhiều giả hành luôn, cũng đang đẻ mầm con. Thanh đạm Indo hoa thơm, vòi hoa dài. Mỗi chậu này em bán là 180.000 đồng một chậu thanh đạm Indo nhé. Và đây là mặt hoa của thanh đạm Indo, một dòng hoa hương thơm rất là nổi tiếng của bên Thái Lan. Và cái này các bác nên trồng hai chậu thành một chậu khủng. Nếu mà trồng theo kiểu hướng mầm tròn tròn này thì khi mà tỏa ra thì nó bự hơn rất là nhiều. Tiếp theo em lên cho mọi người những cái chậu hoàng hậu hoa xanh nhé. Vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Mặt hoa của nó thì rất là đẹp. Đấy ạ, vòi hoa dài và rất là siêng hoa. Người ta có thể tạo kiểu trên những cái nền hoa này. Đấy.
Những cái chậu này thì hôm nay em còn 4 chậu, em sẽ bán giảm giá, bởi vì cái lá hoàng hậu xanh đến một thời điểm nó già ấy, nó lá nó rất là xấu. Còn đâu ở cái củ giả hành nó khỏe, nó không ảnh hưởng gì. Cho mọi người xem trước cái mặt hoa của nó này. Em còn 4 chậu hoàng hậu hoa xanh nhá, độ to nhỏ khác nhau. Đấy ạ, những cái củ giả hành nó rất là mập, nó to đùng luôn. Đấy, nó không phải là loại củ nhỏ đâu. Đấy. Và những cái củ cây này thì thường nó sẽ hơi bị xấu lá một tí xíu. Nên là em sẽ bán giảm giá cho các bác. Em gọi đây là chậu số 1 nhá. Chậu này hôm trước vẫn bán 250 này. Hôm nay em bán cho các bác là 140.000. Nó xấu lá thôi. Giả hành nó cũng nhiều, củ giả hành trong một chậu nó hơi nặng một tí. Cái này chắc phải cắt nước mới tưới. Đây, nó xấu lá thì cắt lá đi, hôm nay bán 140 này, chậu số 1 này. Chậu số 2. Chậu số 2 thì cây của nó to, lá nhiều, lá đẹp hơn, nhiều giả hành hơn. Chậu này giá cũ là bụi to, là loại 350 của em đấy ạ. Hôm nay chậu này em sale còn 250 nhá, 350 sale còn 250. Đấy, giảm giá hầu như là 100.000 luôn đấy ạ. Đây là chậu số 2, đứng lên cho các bác. Những cái đầu lá này nó vàng thì cắt đi nhá. Bởi vì là cây hoàng hậu xanh củ nó già, thường nó sẽ bị rụng lá ấy. Kiểu nó như thế. Nên thành ra một số bác mới chơi dòng hoàng hậu xanh, các bác nhìn cái lá nó hơi vàng tí các bác đã không thích rồi. Nên là em cũng phải nói rõ luôn, quay tình trạng cho các bác luôn. Chậu số 3 hoàng hậu xanh ạ. Chậu này cũng một số lá nó vàng này. Đấy, nó cũng rụng một số bớt này, mũ 140.000. Và chậu cuối cùng, chậu này thì sum xuê. Chậu này hôm trước em bán vẫn bán 350 thôi. 350, nhưng mà chậu này hôm nay cũng một số lá nó hơi xấu một tí xíu. Em bán cho các bác là 280.000 nhá. 280 chậu này. Bụi to bự luôn. Siêu to. 280.000. Tiếp theo thì giới thiệu các bác một cái siêu phẩm cây, đó chính là dòng cửu bảo tiên Lai Châu. Dòng này thì cây của nó lá xếp mít tụt dịt, cực kỳ là đẹp. Dòng này đẹp cả lá về cả hoa nhá. Những cây cửu bảo tiên Lai Châu nó rơi tầm khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ui, trung bình tầm khoảng chục cặp lá nhá. Trung bình có những cây thì hơn, có cây thì tầm khoảng đấy. Và những cây lá xếp tụt này thì em bán là 290.000 một chậu. Đây là cửu bảo tiên Lai Châu. Còn lấy 2 chậu em tính là 270. Hàng này lá rất là đẹp. Đây, cái này trồng lên một cái chậu gỗ thì nó rất là tuyệt vời. Một năm loại này có thể 2 lần hoa. Và dòng này là dòng hoa thơm. Em có 3 cái chậu 5 cánh trắng họng hồng, hàng ươm ki, hàng chơi Tết. Em gọi đây là hình số 2 nhé. Một chậu họng hồng gồm 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8 thân. Cả dài cả ngắn. Thân dài nhất tầm khoảng hơn 2 gang tay. Em bán là 280.000. Đây là hình H2 này, 280 này. Hình H9, 240. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân. Đây, gốc của nó đi rất là khỏe, hàng thuần rồi. 240.000. Và cuối cùng đây là H8, 240, 2, 4 thân. Cái này có 4 thân thôi, nhưng 4 thân khá là dài, đều nhau. Đấy, 240 được hẳn 4 thân, tính ra có 60.000 đồng một thân họng hồng nhé. 5 cánh trắng, dòng 5 cánh trắng, mắt xước ạ. Đây có một cái giỏ quế lâu năm rồi, giỏ này thực ra thì cũng chẳng gửi đi xa đâu. Bác nào đến tận nơi sách thì em bán giao lưu cho các bác cái giỏ quế xếp ghép lâu lắm rồi. Toàn quế xếp thôi, năm nay quế xếp không có nên là cái này ở trong vườn này. Có một chậu này thì bác nào đến sách thì em tính cho các bác là 550 cái giỏ này. Nhiều ngọn lắm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cũng phải 9, 10 ngọn gì đấy. 550 nhá. Cái giỏ to đùng này. Để bán cho các bác để cho nó rộng. Để tập tới để em mở rộng cái vườn ra sang một cái vị trí nữa. 550 giỏ này. Giỏ này chắc em chỉ có ship các bác đến nhà mua thôi. Còn ship đi xa sợ cái tiền cước nó hơi cao. Vậy giỏ này nó mọc tứ phía. Ồ, giò này khá là rẻ ấy, lại còn cái ngọn ở đây nữa, nhiều phết ấy. Toàn lá xếp thôi, 550 giò này rất là rẻ. Bán để dọn vườn đấy ạ. Em có một số những giò giả hạc hoa hồng đỏ này. Giò tầm khoảng 200 này. 220, 250. Nói chung là đây là những cái giò thắt ngọn hết rồi. Đấy, thân của nó thân rất là mập, lô đợt này thì thân của nó thắt ngọn. Tầm 200, 220, 250 là có một giò nhá. Nói chung là nó hơn chênh nhạch nhau một số những lượng thân bình thường. Cho các bác dễ chọn. Họng năm đây là giả hạc hoa hồng đỏ. Em có một cái giò cáo xếp này. Giò cáo xếp này gồm một bụi này là gồm có 3 cây, một cây nhỏ đây là 4 này, một cây nữa là 5 này. Đấy, một giò cáo xếp trồng trong một cái chậu chậu sành sứ này. Chậu này bán là 170.000. 170.000 cái chậu cáo xếp này. Có một cái bảng cáo này gồm có 4 cây, 4 cây xếp. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, ghép trên một cái miếng gỗ nhãn.
Cái này thì em bán là 140.000. 140.000. Hoàng thảo vôi thân nù mập này, một bảng nó nhiều thân em bán 200.000 một bảng. 200.000 một bảng hoàng thảo vôi. Tiếp đến là những chậu giả hạc Hawaii nhá. Những chậu giả hạc Hawaii hàng Tết, một số thân đã chuẩn bị thắt ngọn rồi. Em có một số hình như sau. Hình này em gọi là hình N1 này, gồm có 2, 4, 5 thân, có cả mầm gốc đang lên này. Đang đi ngọn rất là đẹp. Giò này 190.000. Có 190.000 tận 5 thân. Giò này gọi N2, giò này 160.000. Giò này 2 cũng 5 thân có cả mầm đây. Tuy nhiên hình như là cái giò này có một thân này nó hơi bị gập này. Đấy, nó gặp cái thành nó nặng và nó bị gập xuống. Giò này em bán 160.000. N2, giả hạc Hawaii, hoai màu tím màu trắng. N3, 230.000. 2, 4, 6 thân. 6 thân đang đi ngọn cực kỳ là khỏe đẹp, 230.000. N6 á, cái giò N6 này 190.000. Giò này thân rất là dài, 2, 4, 5 thân. Ồ, giò này thân dài cực kỳ luôn, có 190 này. Tiếp nữa là giò N5, 240.000. Một thân này, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5, 6, 7 thân, 7 thân. Cả dài cả ngắn 240. Tiếp nữa là giò N8, 140. Giò này thì cái đầu ngọn này nó hơi bị hư này, nên là giò này bán giảm giá có 140. Cùng một thân này dài 80 cm. Cả thân này đang đi ngọn, thân này đang đi ngọn, 3 thân. Đây cả những một số thân con nhỏ đang lên nữa này, 140.000. Tiếp nữa là N7, 190.000. 2, 4, thân dài, 2 mầm ngắn, 170.000. À, 190.000 N7. Và cuối cùng đây là N11, 250.000. Giò này thân rất là dài đẹp này, thân dài mập đẹp, 250. Nói chung là có một số giò giả hạc Hawaii. Và cuối cùng thì em sẽ dành để giới thiệu đến các bác những cái giò giả hạc Pháp hàng khủng nhé. Và ưu ái hơn cho khách hàng đó chính là những cái dòng hàng khủng này. Vừa rồi em thấy một số bác đặt hàng nhưng mà đóng một cái thùng to á, sợ đi các bác trả tiền cước nó hơi cao. Và thứ hai là nhiều người lăn tăn ấy, muốn mua hàng khủng nhưng sợ là tiền cước cao. Nên là hôm nay thì em sẽ hỗ trợ chi phí, phí ship đối với các bác những cái giò hàng khủng như thế này. Những cái hàng này là em trồng thuần nó cũng khá là lâu rồi. Và thứ hai là ghép thành giò tròn. Đó này, một cái chậu tròn này mà ghép tứ phía, bốn phía đều là cây thì các bác, nếu mà các bác để tính ra ấy, bằng những cái hàng bảng thì nó phải bằng ba cái bảng nó ghép vào. Đấy, ví dụ như mỗi cụm này đó là một bảng là hàng Pháp này, mỗi cụm này là một bảng này, cả một giò tròn này nó phải từ ba cái bảng ghép vào nhé. Nên tại sao em gọi đây là những cái giò giả hàng Pháp tác phẩm. Đấy, những cái giò mà em vừa rồi em cũng quay mấy cái hàng thùng ở ngoài ấy, là toàn những cái giò giả hàng Pháp của khách hàng đặt thôi. Miễn phí ship nhá. Giả hàng Pháp này em đọc là miễn phí ship cho các bác rồi. Các bác mua không phải lo lắng về cái phần tiền phí ship nữa. Để các bác yên tâm hơn nhá. Em chỉ còn số lượng ít thôi, tầm khoảng gần chục giò thôi. Bởi vì hôm vừa rồi em lấy ra tầm khoảng 30 giò. Toàn những giò phải lựa trước, lựa đẹp trước để xuất cái lứa đầu tiên cho các bác. Lứa đầu thì đa phần là lựa những cây to đẹp trước. Đấy, lứa sau thì em cũng chưa biết là nó có thể đẹp như thế này đâu. Nên là mình cứ thấy lứa nào đẹp mà mình ưng mắt, mà thấy giá thành nó rẻ, nó hợp lý thì mình mua nhá. 550, ví dụ tiền phí ship một cái chậu này nặng nó cũng phải rơi tầm 70 đến 100 nghìn tiền ship, thì tính ra thì nó chỉ rơi tầm 450 thôi. Cái giá trị hàng của nó cũng không quá nhiều đâu. Đấy, em lên cho mọi người lần lượt từng giò báo giá cho các bác nhé. Các bác ưng giò nào thì các bác báo em. Nói chung là xem nhau, chẳng qua là quay cho các bác để các bác biết được cái độ to của cây và chiều dài của cây thôi. Chứ còn em thấy là nó cũng xem y hệt như nhau thôi ạ. Em sẽ lần lượt đi từng giò như sau ạ. Em gọi giá hàng Pháp là chữ P nhé. P nhé. Em đi từ P1 nhé. Giò này em ký hiệu là P1 nhé. P1 một giò giả hàng Pháp. Đây cô xoay cho cháu lần lượt. Thế em gọi là giò chữ K nhé. K1 này. Một giò giả hàng Pháp sum xuê rất là to, rất là dài. Đấy. Em bán giò này là 550.000. Miễn phí ship toàn quốc nhé. 550. K1. K1 550.000. Đó. Đây là một số những cái lá vàng là nó bị xuống lá. Sắp tới cái này trồng chỉ một tháng nữa thôi, nó phải dài đến hàng mét, hơn mét nhá. Này, trồng bao nhiêu trong một cái chậu này, quá là tuyệt luôn. Chơi hoa xong năm sau các bác tách ra thì có phải làm 2-3 chậu. 550 giò K1. Tiếp đến giò K2, giò này nhiều thân hơn. Đấy, nhiều thân, giò này thì dài hơn, nó ít thân hơn giò kia một tí. Nếu mà nhìn theo mắt thường như thế, còn em thấy nó cũng xung xuê rất là dài.
Giò K2 cũng 550.000 nhá. Ui đẹp quá đi. 550 bao ship nhá. Tiếp đến giò K3. K3 cũng là một giò tròn to đùng, chậu này phi to hơn nhưng thân nó ngắn hơn một chút xíu. Giò K3 này em bán cũng 550.000. Đây là K3 550 nhá. Đó, xoay một vòng cho mọi người xem, tứ phía đều là cây. Đó, 550.000 K3. Tiếp theo K4 ạ. Một giò giả Pháp rất là dài. Cái giò này thân dài phết. Đấy. Xung quanh rất là nhiều thân. Giò này thân dài mập nhá. Đây, giò này thân rất là mập. Các bác hình dung là những cái giò nào mà thân nó nhiều thân thì nó sẽ ngắn hơn, còn giò nào mà nó ít thân hơn một chút xíu thì thân nó lại dài đều. Đấy, giò này cũng 550 này. Giò này K4 550.000. Toàn những giò tác phẩm to thôi. Em lên tiếp theo lại một giò K5. Giò K5 cũng là một giò to. Hầu như nhìn giò nào cũng như giò nào luôn. Nhìn cũng hơi chóng mặt, hoa mắt một chút. Đấy. Này, ghép. Hàng ươm ki ghép nhé. Rất là khỏe, rất là chuẩn chỉnh luôn. Cũng 550.000. Đây là giò K5 ạ. Mã K5 cũng 550. Được. Đấy. Rất là đẹp. Em còn 2 giò nữa thôi. Hàng này sắp hết luôn. Toàn những giò rất là nặng nhá mọi người nhá. Bao phí ship cho các bác những cái giò này là nó gọi là hỗ trợ hết sức của cái mùa dịch rồi đấy. Nhiều bác lăn tăn tiền cước tại vì đóng vào sợ cồng kềnh. Đây và cuối cùng đây là K7 này. Đây giò K7. Rất là sum xê luôn. Nói chung là chậu nào chậu đấy nó cũng rất là nhiều. Cũng 550 miễn phí ship nhá. Và ngày hôm nay thì em sẽ lên tạm thời những mặt hàng như thế. Sắp tới còn nhiều mặt hàng nữa thì em sẽ cập nhật liên tục những mặt hàng mới về. Ngoài ra thì em có bán cả mai xanh thái nhá. Đây là cái mai xanh thái em treo ngoài vườn. Đây là một cái cây mà mang vào chụp ảnh cho khách. Đang bán 150 một cây, mua 2 cây miễn phí ship. Và có nhiều mặt hàng khác thì các bác có thể theo dõi lần lượt chi tiết video ạ. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác và cảm ơn mọi người. Đây là những cái mặt hàng này nhà em bán ở tại cửa hàng. Các bác có nhu cầu đến cửa hàng mua thì ủng hộ em nhé. Hiện tại thì giãn Hải Dương rất là yên bình luôn. Các bác đi lại thoải mái. Một số tỉnh khác nếu mà không có dịch thì vẫn có thể vào Hải Dương bình thường ạ. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác.